Thưa quý vị, mới đây thông tin từ Bộ đội Biên phòng Long An cho biết, lực lượng chức năng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đóng tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ được 5 đối tượng có liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày 19 tháng 7 tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, rồi lẩn trốn sang Campuchia. Trước đó, nhận được công văn của Công an tỉnh Thanh Hóa, đồn biên phòng Mỹ Quý Tây đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và lực lượng phía Campuchia xác minh điều tra đang lẩn trốn sang Campuchia. Đến chiều ngày 26 tháng 7, lực lượng hai bên đã phát hiện và phối hợp bắt giữ 5 đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Các đối tượng bị bắt gồm Hà Quang Tuấn 19 tuổi, Lê Đình Kiên 21 tuổi, Vũ Ngọc Duy Anh 20 tuổi, Hà Xuân Tuấn Sinh 17 tuổi và Trần Bảo Trung 21 tuổi, cùng có hộ khẩu tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đã di lý 5 đối tượng này từ Campuchia về đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đồng thời tiến hành các thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa theo quy định. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về phapluattp.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.